Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến các bác mẫu xe đạp địa hình Aima Hub AM27.5, một chiếc xe đạp địa hình đang bán biên mức giá chỉ còn là 6,6 triệu thôi các bác nhé. Chiếc xe này thì được trang bị một cái cấu hình cũng cực kỳ là tốt trong cái tầm giá 6,6 triệu. Các bác có thể đã có phanh dầu của Shimano để sử dụng đây các bác nhé. Đấy, rất là ngon. Còn nữa là đùi thì được sử dụng là đùi đĩa trục rỗng. Cấu hình của xe là Shimano Antut với 9 tầng mít và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bánh bánh của xe thì được trang bị một cái cặp bánh bánh lên tới kích thước là 27,5 inch. Đấy. Form dáng xe thì các bác có thể nhìn trên hình cực kỳ đẹp. Đấy. Thương hiệu Aima các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn cái logo này rất là quen thuộc. Đấy, Aima này một cái hãng sản xuất xe điện, và các bác mà chơi xe ở Việt Nam thì cũng rất là quen với cái thương hiệu này rồi. Xe thì sử dụng là khung nhôm thôi nhé, tông màu trắng rất là đẹp. Khung xe thì vẫn còn giữ được cái độ bóng mới rất là tốt, chỉ có những cái vết xước nhỏ xước răn do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi hay là không thể tránh khỏi thôi. Còn là tổng thể xe thì tất cả mọi thứ chất lượng còn cực kỳ là tốt luôn nhé. Đấy, trên phần vi đông đây cũng được trang bị tay bấm xả Atut. Atut đây các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy 9 speed này, tương ứng với 9 tầng lip, và bên này là 3 các bác nhé, tương ứng với 3 tầng đĩa, xe 27 tốc độ khác nhau. Trang bị cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano đây. Giảm sóc này là giảm sóc dầu thủy lực theo nguyên zin theo xe. Máy của xe là được sử dụng của Shimano các bác nhé. Máy Shimano. Trước sau. Cấu hình này quá ngon với mức tầm giá thì còn 6,6 triệu rồi. Form dáng cực kỳ đẹp. Và giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Xe của các bác từ khoảng 1m62 đến khoảng 1m72 phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Antut 9 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đây, các bác có thể nhìn trên đỉnh lên xuống rất là mượt mà. Xe thì đang được bán lên mức giá là 6,6 triệu qua ship toàn quốc, cho cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, còn bây giờ nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.